Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam, chính sách trốn thuế trở thành vũ khí đàn áp nhà hoạt động dân sự. Theo thông tin mới nhất từ BBC, có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Việt Nam đang sử dụng các tội danh về thuế để đàn áp các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Thực tế là đã có nhiều trường hợp bất đồng chính kiến bị bắt giữ và buộc tội trốn thuế. Hình ảnh bài trên BBC có một số trường hợp tiêu biểu có thể được liệt kê như nhà hoạt động môi trường đặng đình bách mai phan lợi bạch hùng dương nguyễn thị khanh trong quá khứ đã có cả luật sư tiến sĩ hoàng ngọc giao nhà báo trương duy nhất luật sư lê quốc quân các phiên tòa liên quan đến chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn chỉ kéo dài một hoặc nửa ngày trong khi các bị can đã phải chịu tù giam và điều tra trong nhiều tháng các tổ chức quốc tế chẳng hạn như dự án 88 đã đưa ra các báo cáo cho thấy chính phủ Việt Nam đã sử dụng luật thuế như một công cụ để đàn áp các hoạt động chính trị. Báo cáo gần đây của dự án 88 chỉ ra rằng có những điều bất bình thường trong các vụ án này. Thông tin trong báo cáo cho thấy các vụ án trốn thuế ở Việt Nam thường chỉ bị truy tố theo tội dân sự chứ không phải tội hình sự. Đáng chú ý, những người bị điều tra về tội trốn thuế hay hầu hết không bị giam giữ trước khi ra tòa mà chỉ bị giám sát tại nhà, chiếm 86% tổng số trường hợp. Một điều đặc biệt nữa là trong trường hợp của Đặng Đình Bắc, người bị cáo buộc trốn thuế hơn 1 tỷ đồng điều tra thực hiện trực tiếp bởi Công an Điều tra An ninh Hà Nội. Trong khi đó, nhiều vụ trốn thuế với số tiền lớn hơn lại do cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận hình ảnh ông Đặng Đình Bắc. Theo luật, cơ quan an ninh điều tra chỉ có thẩm quyền điều tra các tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm chiến tranh và tội phạm nghiêm trọng, trong khi trốn thuế không được xem là tội phạm thuộc thẩm quyền cơ quan này. Điều này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm, cho phép như một trường hợp ngoại lệ. BBC dẫn lời luật sư Kate Holcomb từ Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu, ELAW. Bà đã lên tiếng chỉ trích vụ việc của Đặng Đình Bách. Bà cho rằng ông Bách là vô tội và ông luôn tuân thủ pháp luật trong nhiều năm qua. Bà cũng nhấn mạnh rằng trường hợp của Bách là đặc biệt và không bình thường với mức án tù đặc biệt dài hơn so với những người khác bị kết án với tội danh tương tự. Việc cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận điều tra vụ án trốn thuế của Bách thay vì cơ quan cảnh sát điều tra như các vụ án khác càng làm nổi bật sự kỳ lạ và đáng ngờ. Luật sư Holcomb cũng chỉ ra rằng trong hầu hết các quốc gia vi phạm luật thuế chỉ được coi là tội dân sự và không đến mức bị kết án tù thay vào đó các tổ chức sẽ nhận được thông báo và có cơ hội để sửa chữa các lỗi thuế tuy nhiên bách không nhận được bất kỳ thông báo hay cơ hội nào như vậy để sửa chữa hay hoàn tiền cho lỗi vô ý của tổ chức của mình luật thuế mờ ám của việt nam gây rủi ro pháp lý cho nhiều tổ chức vì họ không chắc chắn liệu họ đã tuân thủ luật hay không hình ảnh luật sư kate hong Kong. liên hiệp quốc đã nhiều lần tham vấn với chính phủ việt nam về việc luật thuế của nước này vi phạm quyền tự do biểu đạt và tự do hội hợp do sự mờ ám và không rõ ràng của nó điều này khiến cho các tổ chức không thể hoạt động tự do vì lo sợ vi phạm luật và bị trừng phạt tình trạng này đặt ra câu hỏi về cam kết của chính phủ việt nam đối với các ngăn chặn vi phạm thuế và sử dụng các quy định này để đe dọa và kiểm soát các tổ chức phi chính phủ. Luật sư Kate Holcomb nhận định rằng trong trường hợp của Đặng Đình Bách là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đáng lo ngại hiện nay tại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng họ lại tiếp tục phớt lờ các đối thoại và kết luận từ Liên Hiệp Quốc về luật thuế và việc áp dụng chúng để đàn áp quyền tự do biểu đạt và tự do hội hợp không chỉ ảnh hưởng đến người dân việt nam mà những hạn chế về không gian nhân sự cũng ảnh hưởng tới cả hành tinh của chúng ta việc hạn chế tiếng nói của những người muốn bảo vệ môi trường trong lành không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân việt nam mà còn ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ hành tinh để giải quyết vấn đề này các chuyên gia và tổ chức quốc tế kêu gọi chính phủ việt nam cần làm rõ và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về luật thuế đồng thời tôn trọng quyền tự do biểu đạt và tự do hội hợp của công dân. Nếu mục đích thực sự của chính phủ là ngăn chặn vi phạm thuế, họ cần thiết lập một môi trường pháp lý trong sáng và đảm bảo rằng các tổ chức có thể hoạt động tự do mà không lo sợ vi phạm luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Việt Nam chính sách trốn thuế trở thành vũ khí đàn áp nhà hoạt động dân sự bất ổn thể chế dẫn đến khủng hoảng bất động sản. Ngày 15 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài bình luận của Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bài viết có tựa đề Thời kỳ hoàng kim tăng trưởng của lĩnh vực địa ốc đã kết thúc do bất ổn thể chế. Theo tác giả, khủng hoảng bất động sản xảy ra khi đang có bất ổn thể chế và những bất ngờ ngoài tầm toàn trị của Đảng Cộng sản. Trong khi chế độ lung lay trước quốc nạn tham nhũng nghiêm trọng tha hóa quyền lực, mang tính hệ thống, người dân mất phương hướng và xã hội rối loạn thì đại dịch Covid-19 cùng với chiến lược zero Covid đã khiến nền kinh tế tê liệt, trong đó lĩnh vực bất động sản bị đóng băng. Hình ảnh bài trên AFA. Chính sách phong tỏa do Covid đã được bãi bỏ vào nửa cuối năm 2021 nhưng hậu quả để lại nặng nề cho đến nay, thị trường bất động sản không thể phục hồi được. Chính phủ đang lo ngại cuộc khủng hoảng địa ốc sẽ kéo dài sụt giảm tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Tác giả phân tích cùng với khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được coi là trụ cột ngoại chiếm trên 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Lĩnh vực bất động sản là trụ cột tăng trưởng nội có tầm quan trọng. Bất động sản cùng với một số ngành ăn theo chiếm khoảng 15% GDP, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm tăng thu nhập của một bộ phận dân cư làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, du lịch và cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra nó còn là động lực mạnh mẽ chuyển đổi sang thị trường. Sau thời kỳ đổi mới từ năm 1986 rồi thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước chuyển về chất sang thị trường, rất nhiều doanh nghiệp và đại gia triệu phú xuất hiện mà trong đó phần lớn đã giàu lên nhờ kinh doanh hoặc các liên quan đến bất động sản nhận định quan trọng cho giai đoạn hoàng kim tăng trưởng bất động sản này là quyền tự do được mở rộng, kích thích sáng tạo và sự thịnh vượng sẽ theo sau. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển là những biểu hiện mặt trái của thị trường, trong đó có một số kiểu trục lợi có thể gây ra nguy cơ tha hóa quyền lực. Đối với chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản, nguy cơ đe dọa sự độc tôn lãnh đạo ngày càng lớn, trong đó sự tha hóa quyền lực, hiện hữu ngày càng nghiêm trọng tầng lớp quan lại suy thoái, gia đình và thân hữu trở nên giàu, nhanh, không chính đáng vì tha hóa quyền lực, phơi bày sự bất công của chế độ đặc quyền đặc lợi, vốn là đặc trưng của chế độ tập quyền. Tự diễn biến trong nội bộ đã hình thành phe phái phá vỡ sự thống nhất lãnh đạo độc đảng, bị lấn át bởi quyền hành pháp khi nó mang lại lợi ích cho đa số ủy viên ban chấp hành trung ương đảng. Hình ảnh một dự án bất động sản. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, người ta nói đến sự điều hành bởi chính phủ kiến tạo, đặt trọng tâm vào việc cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích khởi nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình kinh tế địa ốc đang đối diện với thách thức mới liên quan đến khủng hoảng trái phiếu bất động sản. Nguồn tiền từ hệ thống tài chính, ngân hàng và người dân, nhà đầu tư đã bị hút vào vòng xoáy hố đen bất động sản gây rối loạn nền kinh tế trong bối cảnh quốc tế và trong nước phức tạp, biến động nhanh, khủng hoảng địa ốc khởi phát, tích tụ bùng nổ có liên quan đến bất ổn thể chế trầm trọng kéo dài. Từ đại hội 13 năm 2021, đảng tăng cường củng cố tổ chức đẩy mạnh chống tham nhũng thanh trường nội bộ. Sự thanh lọc nhân sự được tiến hành thận trọng, đặt hồng, phẩm chất, trung thành với đảng với lý tưởng cộng sản lên trên chuyên, tiêu chuẩn kỷ trị bất ổn thể chế khiến cho cả nền kinh tế và mỗi người dân phải trả giá đắt khi tăng trưởng sụt giảm cảnh báo về thời kỳ hoàng kim tăng trưởng nói chung và lĩnh vực địa ốc nói riêng đang kết thúc tác giả kết luận bài học lớn nhất từ bất ổn là kiểm soát quyền lực nhưng đáng tiếc giải pháp lại chỉ là quyền lực tuyệt đối giờ đây sức ép đảm bảo tính chính danh cho đảng cộng sản sẽ lớn hơn là thúc đẩy kinh tế tuy nhiên nỗ lực củng cố quyền lực đảng, nhà nước, không kiểm soát bất ổn lại đang khiến bộ máy điều hành trì trệ, cản trở cải cách chuyển đổi thị trường, hạn chế tự do, triệt tiêu động lực tăng trưởng. Liệu quyền lực tuyệt đối có cứu được khủng hoảng tăng trưởng khi các hoạt động kinh tế và hành vi con người đang chịu đựng và phụ thuộc ngày càng lớn vào nó? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Bất ổn thể chế dẫn đến khủng hoảng bất động sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm